Chào mừng các bạn đến với tin tức Đắk Nông hôm nay, ngày mùng 4 tháng 5. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Ngày mai, mùng 5 tháng 5, Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông sẽ tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 2 để xem xét, quyết nghị 7 dự thảo nghị quyết quan trọng. Khách du lịch đến Đắk Nông trong dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, tăng cao nhất trong vòng nhiều năm trở lại đây. Tai nạn liên hoàn khiến 3 người tử vong. Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, mùng 5 tháng 5 năm 2022, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông, tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ hai, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp dự kiến diễn ra trong một buổi sáng, để xem xét, thông qua 7 tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết do Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh trình. Đây là các nghị quyết nhằm bổ sung, hoàn thiện về mặt thể chế, cơ chế, phục vụ kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Kỳ họp còn tiến hành miễn nhiệm và bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 4, nhiệm kỳ 2021-2026 và giải quyết một số vấn đề theo quy định của pháp luật. Có hơn 41.500 lượt khách đến tham quan và du lịch tại Đắk Nông trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5. Đây là con số khá ấn tượng sau thời gian dài du lịch trầm lắng vì đại dịch Covid-19. Khu du lịch Phước Sơn, huyện Đắk Rờ lấp dịp lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5, đón hơn 3.000 lượt khách đến tham quan, vui chơi giải trí. Con số này tăng 4 đến 5 lần so với ngày thường và tăng nhiều lần so với thời điểm cùng kỳ năm 2021. Theo báo cáo nhanh của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, tổng lượt khách du lịch đến Đắk Nông kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, mùng 1 tháng 5 năm 2022, tăng 49,3% so với kỳ nghỉ lễ năm 2021, có khoảng 30 lượt khách quốc tế lưu trú và tham quan tại các điểm du lịch trong 4 ngày. Tổng doanh thu ngành du lịch trong kỳ nghỉ lễ ước đạt 4.930 triệu đồng, tăng 25% so với kỳ nghỉ lễ năm 2021. Trong đó, doanh thu dịch vụ tham quan, ăn uống, vui chơi giải trí tại các khu, điểm du lịch đạt khoảng 4.450 triệu đồng, doanh thu lưu trú đạt 450 triệu đồng, doanh thu từ hoạt động lữ hành 30 triệu đồng. Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người của tỉnh cho biết Đắk Nông, đã tiếp nhận hơn 17.600 liều vaccine Moderna để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, và từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, đã tiêm được 17.600 liều, với tỷ lệ bao phủ mũi một đặt 17,20%. Nhờ chuẩn bị chú đáo mọi điều kiện, công tác tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi diễn ra thuận lợi, an toàn. Đến nay, huyện có tỷ lệ bao phủ mũi một cao nhất là đắc song 19,51%. Nô 18,51%, Đắc Hờ Long 17,32%. Việc tiêm chủng cho trẻ được thực hiện theo hình thức cuốn chiếu, tiêm từ độ tuổi cao xuống thấp. Trên địa bàn thôn Quảng Bình, xã Nghế Thắng, huyện Đắc Rờ Lấp, tỉnh Đắc Nông, vừa xuất hiện một ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi với tổng đàn phải tiêu hủy gần 500 con. Đây là ổ dịch đầu tiên trong năm 2022 ở huyện Đắc Rờ Lấp, trại lợn của Anh quốc hoạt động 4 năm nay. Đây là lần đầu tiên ở trại xuất hiện dịch tả lợn châu Phi. Hiện trại có gần 500 con lợn rừng lai, trong đó có 150 con có trọng lượng bình quân 70 kg mỗi con, còn lại bình quân hơn 20 kg mỗi con. Lúc mới phát hiện bệnh, quản lý trại đã thực hiện các biện pháp khử trùng, tiêu độc và tắc đàn. Tuy nhiên hai ngày trở lại đây, phần lớn đàn heo bỏ ăn, yếu dần. Với gần 500 con phải tiêu hủy, thiệt hại lên tới gần 2 tỷ đồng. Chính quyền địa phương và ngành chức năng của huyện Đắk Rờ Lấp cũng đẩy mạnh tuyên truyền vận động người chăn nuôi không giấu dịch, kịp thời khai báo với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng khi có heo ốm, chết không rõ nguyên nhân, không giết mổ, mua bán, vứt xác heo mắc bệnh chết ra môi trường làm lây lan dịch bệnh. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng gần 10 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 5 trên quốc lộ 14, đoạn qua thôn Nam Sơn, xã Đắc Gần huyện Đắc Minh, giữa xe khách và hai xe máy khiến một người tử vong tại chỗ. Hai người bị thương. Sau khi tông vào xe máy trên, xe khách mất lái lao qua bên trái đường, tiếp tục tông vào xe máy do một người đàn ông điều khiển chở theo một phụ nữ. Chưa dừng lại, xe khách theo quán tính tiếp tục tông sập một phần ngôi nhà gỗ bên đường mới dừng lại. Hậu quả, người đàn ông đi xe máy tử vong tại chỗ, người đàn ông và người phụ nữ còn lại bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Đến sáng nay, mùng 4 tháng 5, cả hai nạn nhân này cũng đã tử vong vì bị thương quá nặng. Rất may hơn 20 hành khách trên xe khách không có ai bị thương. Đến đây, thời lượng dành cho chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi chi tiết, quý vị và các bạn liên hệ với chúng tôi qua điện thoại đường dây nóng hoặc địa chỉ fanpage quen thuộc của chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.